Oppo F5 hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Những thời khắc cuối cùng của vòng ghi âm đang cận kề. Và huấn luyện viên Hồ Hoài Anh đang nắm giữ chiếc cần gạt cuối cùng. Liệu ba thí sinh sau đây có chinh phục được vị huấn luyện viên này? Mình là Đinh Uyên. Mình là Lan Phạm. Tụi mình cùng là thành viên trong một ban nhạc acoustic. Ngoài ra thì tụi mình có một cái workshop nho nhỏ kinh doanh những sản phẩm đồ da thủ công do chính tay tụi mình làm. Tụi mình là hai cá thể hòa hợp trong âm nhạc nhưng lại đối lập hoàn toàn trong cuộc sống. Lan thích pop, pop ballad, còn Uyên thì lại mê rock. Cuộc sống của hai đứa mình lại có một điểm chung, đó là tụi mình thích sự yên tĩnh và rất sợ những nơi đông đúc ồn ào. Tụi mình gắn bó với nhau cũng khoảng gần 8 năm. Khi tụi mình còn trẻ, còn non nớt, dại khờ, cho đến khi đã già dặn và trưởng thành hơn. Cùng nhau làm việc, cùng nhau ca hát, cùng nhau trải qua những vui buồn. Cũng có những lúc khó khăn, những lúc vất vả và thậm chí là túng thiếu. Có quá nhiều điều khiến cho tụi mình không thể tách rời. Thay vì trước đây, mọi người chỉ biết đến tụi mình qua những bản audio trên mạng. Tụi mình muốn một lần đứng trên sân khấu lớn, hát lên những giai điệu, những cảm xúc của chính mình. Đó cũng là lý do tụi mình đến với Sing My Song. Nhìn lên trời cao, lòng chờ được ao mong được nghe từng câu chuyện xưa ngọt ngào. Biết bao buồn vui còn nguyên vẹn quanh đời ta, từ ngày chia xa chẳng mang kịp theo lời ước hẹn. Kìa ai bật lên bài nhạc rất quen, như ngày thơ mình vẫn thường hát vang trời. Ước mơ cùng nhau được băng đại dương, rồi bước trên những con đường, chẳng cần bận tâm về niềm đau hay giọt nước mắt. Có những lúc sóng gió bao tố rời bời, rồi đến những lúc chia tay khi người bước xa người. Người cứ đi về phía nhạt nhòa kia, còn lời từ biệt giờ chẳng cần trao nhau mấy câu.
Lâm Phạm và Đinh Uyên xin phép gửi lời chào đến tất cả 4 vị huấn luyện viên, các vị khán giả đang có mặt tại trường quay. Em biết không, đôi khi và bản thân anh cũng thế, anh cũng đã từng viết những cái bài mà anh không bao giờ hát được. Thế thì anh nghĩ là bọn em đang ở trong cái tình huống là viết một cái bài mà bọn em lại không hát được. Cái bài này là bài hay đấy chứ, điệp khúc nó cũng cuốn, cũng tốt. Cái phần đầu nó hơi lòng vòng một chút, nhưng mà thực ra cái điệp khúc nó cũng rất là ăn và nó có cao trào. Nhưng mà hai cái người bọn em ấy là hai giọng nữ, nó lại không có đủ độ xốp và độ dày cộng với cái độ cao. Lan thì giọng lại hơi mỏng. Đấy, Uyên thì giọng dày hơn một chút nhưng mà cái độ cao nó lại không đủ căng. Thế thì cái bài này nó phải là thế, nó phải rất là nặng như thế, em hiểu không? Tụi em không có đủ cái power để làm việc đấy. Thì anh nghĩ đây cũng là một cái kinh nghiệm. Thực ra anh đoán là chắc là các em cũng có sáng tác nhiều những bài khác nữa đúng không? Đấy, thì cái gì đấy mà nhất là hai người bè bối cho nhau tinh tế, nhỏ thôi. Đấy, thì anh nghĩ nó sẽ hợp hơn. Hai bạn có thể giới thiệu chút về mình. Em là Đinh Uyên ạ. Dạ, em là Lan Phạm ạ. Tụi em thì hiện đang là ca sĩ tự do. Tụi em cùng chơi một cái ban nhạc với nhau và cùng nhau có một cái shop đồ da handmade nho nhỏ. Thế là hai bạn sáng tác chung hay là một người sáng tác? Tụi em thì có nhiều ca khúc độc lập hơn và chưa đến 5 bài hát chung. Em thì viết nhiều pop và pop ballad. Dạ, bản thân em thì thích pop rock và em viết nghiêng về pop rock nhiều hơn. Và đây là một cái bài hát đầu tiên mà em biết nằm ngoài cái sự an toàn của mình. Đây là một cái bài hát rất là hay. Và các bạn hát cũng mình cũng nghĩ rất là hay. Nếu là mình mà còn xuất thì mình sẽ lấy các bạn về đổi của mình. Bởi vì sao? Bởi vì nhìn thấy các bạn có 3 điều mình rất thích. Các bạn rất nghệ sĩ và rất chân thành. Và cái điều này là một cái điều mà rất là kỳ diệu. Trong tất cả những cặp đôi đi hát, tôi chưa thấy có một cặp đôi nào như vậy cả. Tôi đã hình dung được là tớ phải làm cái gì rồi. Nhưng mà tiếc quá. Với cái vị trí của những người huấn luyện viên thì tớ nghĩ rằng cái bài hát hôm nay chỉ là một cái bài hát để mà giới thiệu thôi. Và tớ tin rằng với cái kinh nghiệm huấn luyện viên đây, chúng tớ làm thế nào để cho các bạn càng vào sâu càng hay, chứ không phải hay ngay lần này. Và thật sự là tớ đang tự mắng mình là tại sao cứ ấn nhiều quá, đúng không chí? Càng về cuối càng hay mà mình anh mình em tiếc, mình ấn mình không còn quyền lực nữa. Chúng ta có cái đôi tay bé nhỏ nhưng mà giang quá đúng rộng. Đúng rồi, giang quá rộng. Nếu các bạn là một cái nhóm nhạc thì các bạn diễn ở đâu thì có thể chia sẻ và cho Lê Minh Sơn được giao lưu với các bạn. Bởi vì mình đúng rất rồi, là thích, các bạn mình rất là thích hai bạn, rất nghệ sĩ. Cái điều đấy là rất là hiếm, mình xin nói lại một lần nữa, rất đáng quý. Em cảm ơn anh rất nhiều ạ. Thì tụi em thường diễn ở các beer club và lounge ở Sài Gòn ạ. Rồi tụi em cũng diễn event nữa. Hôm nay hai bạn mà ôm guitar mà hát nha, thì quá là tuyệt vời luôn. Tôi nghĩ rằng là các bạn đã thỏa hiệp với lại giám đốc âm nhạc để chọn ban nhạc là một cái việc làm mạo hiểm. Dạ, thật ra thì em còn lại không nghĩ như vậy. Tại vì như em đã nói là tụi em có nhiều ca khúc độc lập và cũng có ca khúc chung. Nhưng mà để chọn một ca khúc mà cho hai tụi em đều có đất để hát thì cũng không phải là chuyện dễ. Và đây cũng là một ca khúc mà phong cách hơi khác đối với em. Thì nói chung là em cho phép mình mạo hiểm một chút. Các bạn bị luống cuống bởi phần hát. Rõ ràng phải nói thực tế là như thế. Đúng là chính vì phần hát thành ra là tôi chưa lạc cần với các bạn. Các bạn cứ về cứ viết và đừng bao giờ đánh mất cái sự đam mê của bạn. Nếu Lê Minh Sơn còn được ngồi ở đây mùa năm sau, chắc chắn mình sẽ là người tư vấn cho các bạn để làm thế nào vào. Và không ai lấy thì mình sẽ lấy các bạn về đội của mình. Tụi em cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Thực sự ra thì em với Uyên là cũng đi cùng với nhau cũng nhiều năm rồi ạ. Và thực ra là tụi em thấy là tụi mình cũng không có còn trẻ cho lắm. Ui, cho nên là em sao? Mới nói với Uyên là lần này tụi mình sẽ thi một lần cuối cùng nữa thôi. Những cái chương trình khác ấy, thì các bạn có thể như vậy. Nhưng đây là một cuộc chơi mà dành cho dân sáng tác mà. Các bạn là những tác giả, các bạn là đúng những rồi, nghệ sĩ. Duyên Mai Song rất tốt. Bởi vì nó không giống như bất cứ một cái cuộc chơi nào. Tức là các bạn đi thi hát, đây không phải. Đây là cuộc chia sẻ của những người tác giả đến với nhau. Bọn tôi cũng là những người viết nhạc. Và chắc gì bọn tôi đã hát hay bằng các bạn. Nếu chúng ta là những người viết, chúng ta là những người sáng tác, chúng ta là những người đam mê âm nhạc, đam mê nghệ thuật, thì chúng ta hát cho chúng ta và những người xung quanh nghe. Đó chính là hạnh phúc mà điều chúng ta được làm. Không cần phải bằng một cái ánh hào quang nào cả. Ánh hào quang nó sẽ tự chói lọi vào người chúng ta bằng những cái người xung quanh ta thôi. Chúng ta cần những cái người gần gũi chúng ta hiểu âm nhạc chúng ta hơn là rất nhiều người đón nhận mà người ta không hiểu mình. Dạ, tụi em xin được cảm ơn các vị huấn luyện viên rất là nhiều ạ. Thực sự thì em với Uyên không nghĩ là tụi em tới đây thì tụi em tham gia và có vào vòng trong hay không, thì đó cũng là một cái trải nghiệm của tụi em. Và có thắng hay thua thì tụi em cũng
rất là hài lòng với những gì mình đã làm được, mình đã lên được tới đây, mình đã hát trước khán giả đứng ở sân khấu lớn. Thì đó là một cái em không biết dùng từ gì để diễn tả, nhưng mà thực sự tụi em khóc là bởi vì những lời mà các anh chị dành cho tụi em, rất là xúc động, và tụi em rất cảm ơn các anh chị. Uyên và Lan đã biết cách nào để tìm anh rồi đúng không ạ? Là sau cái cuộc thi này các bạn cứ tìm đến anh và anh sẵn sàng giúp đỡ các bạn.